Thưa quý vị, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, phục hồi sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất của doanh nghiệp, Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân, người lao động. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, hiện nay có khoảng 85% người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Đà Nẵng đang tiếp tục tiêm mũi 2 cho công nhân. Trên các công trình xây dựng, gần như tất cả công nhân cũng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine mới được phép đến công trường. Đây là quy định gần như bắt buộc. Nhà thầu Phúc Tân Thông chúng tôi đã tiêm 100% số lượng công nhân là một mũi cho toàn thể công nhân và cán bộ công nhân viên trên công trường. Với cái nhu cầu của công ty thì cũng rất là mong muốn là trong thời gian gần nhất sẽ toàn thể cán bộ công nhân viên và công nhân sẽ được tiêm mũi 2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Để đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất tại các khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế ưu tiên tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung cấp kit xét nghiệm để doanh nghiệp đủ điều kiện xét nghiệm chủ động trong kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp hướng dẫn doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, đi lại và ăn ở của người lao động. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện phải hướng dẫn thông qua phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp triển khai việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Các doanh nghiệp rất là cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và ban chỉ đạo phòng chống dịch quan tâm trong vấn đề tiêm vaccine cho đội ngũ công nhân. Và trong thời gian sớm nhất thì thành phố dự kiến cũng sẽ là phủ 100% mũi 1 cũng như mũi 2 cho công nhân. Đây là một cái sự quan tâm rất là to lớn đối với đội ngũ công nhân. Vaccine là một cái điều kiện rất là quan trọng để xã hội chúng ta trở lại bình thường. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng tương tự như vậy đối với lại đội ngũ công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp. Vaccine đây là một cái điều kiện rất là tiên quyết để cho điều kiện xã hội cũng như là doanh nghiệp trở lại bình thường mới. Hiện Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao với hơn 65.000 lao động đang làm việc. Tiêm vaccine được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, công nhân yên tâm lao động, góp phần duy trì ổn định các chuỗi sản xuất, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.